cô chú anh chị. Hôm nay lại được làm cái đêm các bác. Hôm nay có thuốc, có chè rồi. Hưng phấn rồi, thời tiết rất đẹp. Hôm nay dứt mưa rồi. Khô thoáng rồi. Kỳ kích lại cái vườn ngãi rất đẹp rồi. Có cái đoạn video ngắn có tầm 1 phút đấy. Có đăng lên thì làm mới kê lại. Còn phôi thì vẫn vứt chọc trơ tít bên kia. Quay lại một số cây ở bên này. Đấy, và nhặt cái cây này góc vườn lên làm. Cây xanh quê ba vai rất đẹp. Mà cái hồi lúc mua về là đã hoàn thiện rồi đấy, hòm hòm đấy. Nhưng mà không đúng ý của em, cái tay cành em cắt đi. Cắt đi. Cắt đi, các bác nhìn thấy cái ba cái vai này. Cảm giác nó hơi đơn điệu không. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào cái tương lai sau này. Tức là cái tay cành nó các bác nhá. Sau này nhá. Đấy, sau này nhá. Thì hôm nay thì mình sẽ làm những cái tay cành nó thật dẻo. Để nó đánh đi những cái khẩu đơn điệu này. Đấy, cái trước nó cứ dài lêu nghêu, dáng thì rất đẹp, rất thụ, nhưng mà tay cành lại bị lêu nghêu. Vì cây mini mà cứ lêu nghêu thì nó xấu. Cái con mắt của mình là như vậy, và cái ý đồ của mình không thích như vậy. Đấy, thì cây này thì vẫn cứ mặt chính là mặt này. Mặt chính là mặt này, ngọn đây, vai đây. Rồi, bây giờ lọc mầm các bạn. Lọc mầm và xem có định hướng gì khác không. Rồi mới quay các bác xem. Đấy, sơ bộ các bác nhìn là nó là một quốc quê, nhưng mà vách khá đặc. Nhìn nó rất là thích, rất là cổ thụ. Rồi, xiến luôn các bác nhé. Cây này làm nhựa lắm, lá xanh quê, lá dày. Lá nó rất dày, rất dày, dày kinh khủng luôn đó. Mà nó làm nhựa vô cùng. Làm nhựa, dòng này làm cũng rất là đẹp này. Đấy, nhiều dăm dăm dày này. Thì nó giống với cây cổ thụ kia của tôi. Nuôi được, lá đẹp. Chiến này nó, các bạn nhé. Gãy rồi.
tạm thời thế thôi các bác. Định đục thêm một chút nhưng mà khuya quá rồi. Đấy, bà sắm cái đục cái bộ đục nó đỡ kêu hơn, nhưng mà chưa lâu lắm mới đục một cái cây đấy bác. Đấy, thì vừa nãy bỏ cái rễ này đi này, bỏ khẩu này đi này. Chỗ này giờ bị cháy các bác, cháy nhưng mà tôi thích bị cháy đây, nó đỡ bị cái khổng nó rất là đơ, thì cháy còn chỉ là mình coi như thiên nhiên nó đục hộ mình. Đây, vừa làm tí đây, mai thì đục nó dẻo hơn tí nữa. Bây giờ định hình như vậy thôi, khuya quá, đục khoét tí nữa đây. Còn tay cành vẫn phải nuôi, chưa làm được. Được, bên này có vẻ sẽ xong trước này. Vừa nãy có chút sai lầm là cắt bỏ cái mầm này, chắc là thôi để cũng được. Sau mình dần như này lên thì cao dần bằng là vừa. Đấy, cao dần bằng là vừa. Xử lý cái chỗ này một chút cho nó đỡ đơ thôi. Cái này phải nuôi rộng ra, nuôi phóng ra. Nó dài đây đi. Thì là cái cần với cái này. Bây giờ cảm giác nó hơi dính bệ đúng không bác? Đấy, nó hơi dính bệ đây. Thì phải nuôi cho bên này là thoát cái vài ra. To nó thoát cái vài ra. Đấy, bệ tiếc là khá là ổn. Thì nó có vách tiếc. Tất nhiên không phải siêu phẩm nhưng mà nuôi là sẽ đẹp. Nuôi là sẽ đẹp thôi nha. Đấy. Nuôi là sẽ đẹp thôi, nuôi là đẹp hết. Ok các bác, chắc là nhiều bác thất vọng nhưng mà cây nó chỉ có vậy thôi. Còn dài dài, đẹp ngay thì chắc là tài thánh quá. Đấy, cơ bản định hình như vậy, nuôi những cái cúp chính cho nó lớn. Nuôi những cái rởm rác này nó thừa, không cần thiết. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi nhé. Các bác là dừng camera đấy nhưng mà ngứa mắt cái vách này quá. Cái vách này nó làm bí cái vai này, nó không thoát được cái vai này ra. Thì tôi vừa mới cho phi vào cái đoạn vách này rồi. Còn muốn lấy rễ xuống ở đây thì bạt ngàn rễ rồi, không ngại rồi. Đấy, thoát được cái vai ra. Cây thì gọn hơn rất nhiều đúng không các bác? Đấy, gọn hơn. Bây giờ to ra đây thì cây là cây mà cái vai này còn khướt mới to được bằng cái vai này. Đấy, mà thấy nó lộ rõ cái vai ra rồi. Bệ vẫn còn rất là ok đây à. Thì được một cái cây nó mi nho, nó nhỏ hơn, nó gọn gàng hơn. Đấy, các bác nhìn. Các bác nhìn nhé. Đấy. Tí nữa xử lý dễ này mình phát nữa thôi. Cái này thì thôi không quay nữa nhưng mà xử lý nó một phát. Thế là cây này nó nhẹ nhàng hơn. Đấy, thôi các bác xem tạm nhé. Đâu phải lúc nào cũng có những cây rất là xuất sắc để xem đâu. Cứ làm có cái gì làm cái đấy các bác nhé. Rồi, giờ đi ngủ thôi. Chúc các bác ngủ ngon nhé.